Dạ vâng, mến chào quý chị em, chào mừng quý chị em quay trở lại kênh xe đẹp giá rẻ Bình Dương của em Trường. Thì ngày hôm nay em lên nhà mình một siêu phẩm nha bà con. Bà con đang muốn mua một con xe đời 2015, đời cao, giá tiền chỉ hơn 250 triệu một xíu thôi. Đấy, chỉ hơn 250 triệu một xíu thôi. Mà bà con đang muốn sưu tầm một biển số đẹp, chất lượng, đấy là số tứ quý không. Đó, tứ quý không, 00003, có nghĩa là mãi tài, luôn, phát lập luôn nha bà con nha. Đấy, lâu lắm rồi em mới sưu tầm được một mẫu xe này. Đời 2015, đời rất là cao nha bà con. Các bà con có thể mua về đăng ký Grab, mình chạy kiếm thêm tiền. Và đời này thì ngân hàng nó không còn hỗ trợ, nhưng bên em Trường có hỗ trợ cho bà con góp tiền đôi với cửa hàng từ 30 cho đến 50-60 triệu, không lấy lãi suất bà con 1.000 nào. Thời hạn cho bà con trả là trong vòng 1 năm. Đấy, bà con theo bên em có cái chương trình quá là ok luôn. Và em nói về cái thông tin mẫu xe này, Innova 2015, màu trắng là màu sơn nguyên bản của xe, là màu trắng ngọc trai nha bà con, rất là đẹp luôn, rất là căng bóng. Thì chiếc xe này em cam kết cho bà con là máy số zin, không đâm va, không ngập nước. Nếu bà con tới xem xe phát hiện mẫu xe này có đâm đụng, máy số không còn rin, kêu chị Sùng Dĩ Đức nói, em gửi cho bà con 20 triệu chi phí đi lại, lấy cái video làm bằng chứng cho bà con luôn. Bà con bao thầy thợ tới đây xem xe thoải mái cho bà con. Rồi, nếu sai em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đó, tứ quý cho bà con luôn, màu trắng ngọc trai nha. Đấy, trắng ngọc trinh luôn bà con ơi, màu trắng sứ nha, chứ không phải màu trắng tốt đâu bà con. Nhìn khá là đẹp, xe trang bị 4 quả bla răng mâm đúc nè, phanh ABS, túi khí an toàn hết. Bà con coi xe dán full phim cách nhiệt nha. Gương kính lái cũng dán phim cách nhiệt luôn, chống tia cực tím UV luôn bà con. Đăng kiểm khá là dài nha, đăng kiểm tới tháng 7/2025. Đấy, mua xe em là bà con yên tâm là vấn đề phạt nguội là không có nha. Tháng 7/2025 có nghĩa bà con chạy 1 năm nữa mới đăng kiểm lại luôn. Đấy, xe nhanh béo rẻ trên gương, tay cửa ốp inox mẹ grom. Đấy, lớp keo nhông. Đấy, 4 cái mâm không một vết xước luôn. Đấy, bà con coi đẹp chưa? Đấy, 2015 nước sơn xì căng bóng nha. Bà con đừng có hỏi em là xe có tỉa sơn hay không. Em chỉ cam kết với bà con là không đâm đụng, không ngập nước. Nước sơn là nước sơn zin. Đấy, có sơn dặm tỉa tắm là chuyện bình thường. Đấy, còn bà con muốn mua xe cộp, xe beo thì bà con thêm chi 100 nữa. Rồi, ok, dĩ đi cho nó nhanh. Đấy, nha. Rồi, xe đẹp không lỗi nha bà con. Có lỗi gửi ngay 20 triệu cho bà con mang tiền tới đi về. Đấy, 2015 lên full luôn. Bản e chung lên full luôn. Có cảm biến lùi, có sấy sửa kiến. Đây bà con nhìn những cái đường sọc sọc nè. Đấy, sấy sửa kiến như bạn đủ luôn. Đi trời mưa là nó không bị hè hơi. Đó, cảm biến lùi và full EHD. Đấy, camera lùi đầy đủ hết. Xe rất đẹp đẹp luôn bà con. Thùng bọng thẳng tưng, không một miếng ma tích, không một miếng lỗi, không một miếng đâm ve. Đấy, gầm bệ là 7 màu cho bà con luôn nè. Đây. Đó, gầm bệ là 7 màu luôn. Bà con coi đẹp chưa? Không một chút gì hồ rỉ sét một mọt nha. Đó, bà con coi chiếc xe này đi. Tem bé ủ cầu còn nguyên. Chỉ hơn 250 triệu một xíu thôi. Cụ thể là 279 triệu. Bà con có sở hữu ngay một mẫu Innova 2015. Đấy, e bản chung. Đẹp xuất sắc, lớp keo nhông. Đấy, bà con coi lớp mới nè, mâm phay nè, đăng kiểm mới. Thì bà con còn đợi chờ cái gì nữa mà không nhấc máy lên alo cho em Trường Bình Dương, số điện thoại 0972 147 247. Xe là sàn bọng là may mới nè, ghế là may mới, đặc trưng bên em nè. Đấy, bên em không dùng đồ cũ nha, đồ mới không. Bà con coi gai văn tắp bi nè, mới tinh đó, thấy chưa, giày cui. Trần là 3D nè, full cái bộ trần với bộ ghế đây, bây giờ may là đã 7-8 triệu rồi. Bà con coi đẹp chưa? Đấy, bộ trần nè, bộ ghế nè, đấy, hợp nhau không? Quá là đẹp luôn. Đấy, 8 chỗ ngồi rộng rãi cho bà con. Xe như thế này mà bà con đừng có so sánh cái giá, mình so sánh cái chất lượng sản phẩm đi bà con. Đấy, coi cái vô lăng nè, trời ơi, cái vô lăng văn gỗ nè. Bà con coi nè, cái vô lăng văn gỗ nè, đẹp chưa? Nhìn cái khóe vô lăng nè. Xe như thế này không mua thì bà con mua xe gì giờ, đúng không? Đấy, củ số nè, thấy chưa, màn hình OLED Pro nè, đó, thấy chưa, đẹp chưa bà con? Quẻ trần nè, đấy, bê vàng lạnh zin theo xe, bộ ghế nè, công tắc kiến nè, gương chiếu hậu nè, bà con coi là chỉnh gương chiếu hậu nè. Đấy, chỗ người ta có hay không, bà con nhìn vào cái chất lượng sản phẩm đi, đừng có nhìn vào cái giá thành nữa.
Đấy, rẻ nhưng mà không chắc thì mua làm cái gì. Thấy chưa? Máy zin nha, ốc cabo rồi nè. Đấy, tem bọng cabo nè, đấy logo rồi nè. Vậy con coi chất lượng chưa? Ừ, phanh ABS nè, chống bó cứng kệ bốn bánh nè. Vậy con coi đẹp chưa? Đấy. Máy zin chưa? Ốc vàng cò chưa ra luôn. Đó, ốc vàng cò đây. Còn đẹp nè, nấm ốc vàng cò nè, bô bọng mới tinh. Đấy, xe này không mua bà con mua xe gì. Đấy, chiếc này em để cho bà con với cái giá cực kỳ yêu thương thôi, chỉ với 279 triệu. Đó, 279 triệu, bao cái ủy quyền cho bà con sử dụng 20 năm, hoặc là rút hồ sơ cho bà con nếu có nhu cầu. Quan tâm thì alo và kết nối Zalo cho em Trường, số điện thoại 0972 147 247, 0972 147 247. Mua bán trao đổi tất cả các dòng ô tô tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, số là nhà là 225 đường Trần Hưng Đạo, ngay sân vận động. Tới alo em đón nha, em ngay sau lưng sân vận động cho bà con. Rồi, bà con giới thiệu cho người nhà mua không bán được xe, gửi cho bà con từ 3 đến 5 triệu tiền cà phê nha.